BTC giao dịch quanh mức 22.300 đô la Mỹ tăng 8,09% so với 24 giờ trước. Thị trường tiền mã hóa đã có chuyển biến tích cực sau tin tức chính quyền Mỹ sẽ hỗ trợ ngân hàng Silicon Valley nhà băng, cục dự trữ liên bang Mỹ Fed đã tổ chức một buổi họp kín đột ngột. Với sự chấp thuận của Bộ trưởng Tài chính, Fed đã thông báo sẽ cứu trợ 25 tỷ đô la Mỹ cho ngân hàng đang gặp khó khăn. Tỷ phủ Bin Edman đã thúc giục chính phủ Mỹ phải đảm bảo tất cả các khoản tiền gửi do Silicon Valley nhà băng ACVB nắm giữ trong vòng 48 giờ tới, nếu không nhiều tổ chức tài chính có nguy cơ bị phá hủy. Ngân hàng thân thiện cơ giúp tàu đến Signature, ngừng hoạt động. Signature nắm giữ hơn 250 triệu đô la Mỹ tiền mặt của con BC, Park C, đơn vị phát hành BC, cũng có khoản tiền tương tự tại đây. Sau thông tin từ Fed, Hàng loạt si bân còn như UCDC dai đã phục hồi tỷ giá. Đồng AXIDO cơ đã trở về mức 0,99 UCDC, Từ 168,7 triệu AXIDO cơ được min thêm và đưa vào thị trường, khủng hoảng AXIDO cơ tạm lắng.